Thành phố Hồ Chí Minh không được từ chối tiêm mũi 2 cho người tiêm mũi một nơi khác. Tính đến sáng nay ngày 14 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng cộng hơn 8,1 triệu liều vaccine. Trong đó tổng số mũi 1 là 6,58 triệu liều và mũi 2 là 1,57 triệu liều. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Các đơn vị trực thuộc về khắc phục hạn chế trong tổ chức tiêm vaccine. Trong đó yêu cầu không từ chối tiêm mũi 2 cho những người trước đó tiêm mũi 1 ở địa phương khác. Qua giám sát thực tế điểm tiêm và phản ánh của người dân, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số hạn chế. Cụ thể như điểm tiêm có số lượng người dân ra tiêm rất ít, dẫn đến năng suất đạt mũi tiêm thấp. Một số nơi từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người dân nếu mũi một tiêm tại địa phương khác. Do đó, Sở Y tế nhắc nhở các đơn vị tiêm chủng không từ chối tiêm mũi 2 cho người dân nếu mũi một được tiêm ở địa phương khác. Các đơn vị phải duy trì các đội tiêm đã thành lập sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động thêm nhằm đạt độ bao phủ một mũi vaccine cho toàn dân, đồng thời tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian theo quy định. Sở Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục huy động lực lượng để đảm bảo đạt 200-250 liều trên ngày trên đội tiêm nhằm hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng. Tiến độ, các địa phương mời đầy đủ người đến tiêm theo kế hoạch hàng ngày để đảm bảo tiến độ, tận dụng hiệu quả nguồn lực đội tiêm. Sở Y tế cũng sẽ điều các đội tiêm có số người đến điểm tiêm ít để tăng cường cho các điểm tiêm có số người tiêm nhiều nhằm đảm bảo tiến độ. Tính đến sáng nay ngày 14 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng cộng hơn 8,1 triệu liều vaccine, trong đó tổng số mũi 1 là 6,58 triệu liều và mũi 2 là 1,57 triệu liều. Đặc biệt trong đó có hơn 2 triệu người đã tiêm vaccine Verocell của Sinopharm. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung cho hoạt động tiêm vaccine phấn đấu đạt tỷ lệ người dân được tiêm ngừa COVID-19 mũi một cao nhất, tăng tốc tiêm mũi 2 để đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine trong cộng đồng. Mức độ bao phủ vaccine là một trong những điều kiện quan trọng để khôi phục cuộc sống bình thường mới và mở rộng các hoạt động kinh tế, xã hội sau này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!